Hello, xin chào các bạn, lại là chuyên mục Q&A đây và mình ở đây để giải đáp những cái câu hỏi của các bạn. Nếu như các bạn có những cái câu hỏi nào thắc mắc về nước hoa thì mỗi khi cái video Q&A lên thì các bạn có thể hỏi ở đó hoặc là các bạn có thể comment vào những cái bài mình đăng trên phần cộng đồng của YouTube để đặt ra những câu hỏi cho mình và mình sẽ trả lời một cách chi tiết và cụ thể nhất. Và bây giờ thì bắt đầu số lúc này thôi. Câu hỏi đầu tiên của bạn Junichi, bạn hỏi là: em chào anh Kiên, em đang 20 tuổi và theo style nhẹ nhàng thanh lịch kiểu Nhật Bản nhưng không phải kiểu quá là già dặn hay là kiểu gentleman ấy ạ, thì nên chọn Jack Club hay Jadik Jit Him? Nếu không phải hai con này thì anh có con nào hợp với cái vai như vậy không? Thì đây là một cái câu hỏi khá là cụ thể và chi tiết. Mình rất là thích trả lời những cái câu hỏi như thế này. Thì trước tiên quay trở lại cái vế đầu tiên của em, đó là em hỏi rằng là giữa cái style của em là nhẹ nhàng theo hơi kiểu Hàn Tráng thì cái con Jack Club và con Jadik Jit Him thì sẽ nên chọn nào? Thì với cá nhân anh thì hai con đó nó không phù hợp. Nhưng mà nếu như chọn một trong hai mùi thì anh sẽ có lẽ sẽ chọn Jack Club hơn. Tại vì anh thấy rằng là Jack Club nó có một cái độ ngọt, và cái độ ngọt đấy thì thường nó sẽ nịnh mũi các chị em phụ nữ nhiều hơn. Còn ở Jadik Jit Him thì anh cảm nhận rằng là vì nó có tiêu và vani cũng lên không là rõ, tiêu cũng ở mức kiểu trung bình, thế là với anh thì nó có một cái độ trưởng thành cũng như là có một cái độ nam tính nhiều hơn, nên là nó sẽ không phù hợp với cái style em nói. Đến với vế thứ hai, đó là nếu như hai mùi hương trên không ok thì anh có thể recommend không? Thì với anh, đầu tiên đó là Black Gold. Con này thì anh đã có review rồi và anh cũng nói rất là rõ rằng là mùi hương này nó không phải là một cái mùi hương quá là sang trọng, quá là lịch lãm. Với anh đây là một cái mùi hương chỉn chu và nó có một cái độ ngọt. Và đặc biệt là em này thì nó không bị cái kiểu quá là quốc dân, nên là em có thể tham khảo. Lựa chọn thứ hai mà anh lựa chọn cho em đó chính là Wanted by Night của nhà Anzaro. Đây là một con mới mở đầu là một cái tông mùi fruity, anh ngửi nó có nét dứa nhiều và dry down. Nó có một cái nét mà anh muốn chọn cho em, đó là nó có một cái nét ngọt gọi là đặc trưng của những chai nước hoa quốc dân. Vì thế thì đây là một cái mùi hương mà anh đánh giá nó là một cái mùi nhẹ nhàng kiểu tinh tế đúng theo cái gu Hàn Xẻng của em. Mùi hương số 3 đó chính là Not a Perfume của nhà Juliet Hexagon. Thì đây là một cái mùi hương mà anh đánh giá nó giống với A13 nhưng mà nó mềm mại hơn. Và với anh chia sẻ đây có thể là sẽ có nhiều bạn có một cái ý kiến hơi trái chiều một tí, nhưng mà với anh thì những cái bạn mà theo style kiểu Hàn Quốc ấy, nó không toát lên được cái độ nam tính, mà nó thường theo một cái là kiểu những người đàn ông kiểu nhẹ nhàng, kiểu khéo léo nhiều hơn. Tại vì về cơ bản thì những người đàn ông ở Đông Nam Á, châu Á thì đều theo một cái kiểu nhẹ nhàng, nó không phải kiểu quá là to cao hay là có khung xương lớn. Mà anh thấy rằng là người Đông Nam Á hay là người châu Á thì thường có một cái nhỏ, kiểu một cái form người nhỏ ấy. Thì đấy thì không hợp với những cái mùi nó quá là kiểu mạnh mẽ. Nếu như em không phải tập gym thì đây là một cái lựa chọn mà anh nghĩ là em nên tham khảo. Nếu như mùa hè thì em có thể tham khảo Elganso Part Time Hero này, anh có review rồi. Một cái tông mùi hoa dành cho những anh em nào thích ăn mặc cái kiểu áo phông ở trong rồi một chiếc sơ mi ở ngoài, trông kiểu khá là kiểu trẻ trung, hiện đại, năng động. Và một cái mùi hương nữa đó chính là một sản phẩm của nhà Maison Margiela Replica, đó là Under the Lemon Tree, một cái mùi hương khá là sảng khoái và dễ chịu. Thì đó là những cái lựa chọn mà em nên tham khảo. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi tiếp theo nhé, của bạn Tuấn Huỳnh. Bạn có hỏi mình rằng là em muốn nghe một tí về định hướng phát triển kênh của anh trong thời gian sắp tới. Tất nhiên là dù anh làm gì thì em vẫn sẽ ủng hộ. Rất là cảm ơn em, những người như em thì anh rất là vui, tại vì khi mà mình có một những cái hướng đi mới thì mọi người luôn ủng hộ, đó là một cái động lực rất là lớn. Hiện tại thì như em thấy, đó là từ đầu năm đến giờ thì kênh của anh bắt đầu có những số podcast mà anh sẽ hợp tác với một vài bạn hay là một vài kiểu làm về mảng truyền thông, tiktoker, cái thứ để có thể chia sẻ đến các anh em những cái tip làm đẹp, những cái phong cách cụ thể điển hình hơn. Thì ở đây cái hướng đi của anh đó là anh muốn xây dựng một cái team hay là một cái nhóm kiểu những người có tầm ảnh hưởng trong cái việc là làm đẹp, từ tóc tai cho đến cái phong cách ăn mặc, cho đến cái phong cách sống, cũng như là về mùi hương, hay là sau này nếu mà tiếp cận được thì có thể sang hơn, có thể đến đồng hồ, có thể đến cái lối sống nó hiện đại hơn, nó sang trọng hơn.
Thì đấy là một cái mà anh đang hướng tới. Và hôm trước anh cũng chia sẻ trong những cái buổi live rồi, là anh rất là muốn xây dựng một cái cộng đồng như vậy, cộng đồng làm đẹp cho nam. Thì nếu như bạn nào biết những cái mảng khác về những cái liên quan đến làm đẹp cho nam thì các bạn cũng bình luận giúp mình để mình có thể tham khảo. Và mình hy vọng là tìm được những người có cái tầm ảnh hưởng và có một cái sự công tâm cũng như là một cái sự đam mê với cái công việc mình làm, thì các bạn có thể giúp mình bằng cách là liên hệ cho mình hoặc là có thể bình luận ở phía dưới. Cái thứ hai ở đây đó là anh muốn định hướng kênh của anh thành một cái thương hiệu mà mỗi khi nhắc tới về nước hoa ở Việt Nam thì các bạn sẽ nhớ tới mình. Và mình muốn là mang tới ở Việt Nam nhiều cái sự trải nghiệm về mùi hương hơn, kể cả những cái shop bán nước hoa cũng vậy. Khi mà người dùng người ta có nhiều kiến thức, người ta có nhiều yêu cầu hơn thì những shop bán nước hoa cũng phải cập nhật một cách nhiều hơn. Thì đấy là một cái sự phát triển kiểu đôi bên cùng có lợi. Và những người như mình làm YouTuber, làm review thì cũng sẽ được tiếp cận nhiều hơn và lại càng mang tới cho các bạn, càng bổ sung những các bạn những cái trải nghiệm, những cái kiến thức tốt hơn. Nên là đấy là một cái mà mình rất mong. Và mình muốn rằng là mình sẽ là một người kiểu đứng giữa cầu nối giữa người dùng và người chơi đến với những cái bên nước hoa. Thì đó là cái định hướng tương lai của anh và cái kiểu mơ mộng của anh là như vậy. Rất mong các bạn lại tiếp tục ủng hộ kênh của mình và giới thiệu kênh của mình đến nhiều người hơn. Một lần nữa thì rất là cảm ơn. Câu hỏi số 3 của bạn Ngọc Hải Nguyễn Định, mình không biết là đọc như nào nhưng mà bạn thông cảm nhá. Bạn hỏi là giữa The Noir 29 của Lilabo và chai Blue Tea của nhà Merchant of Vernier. Hình như tôi đọc sai hay không ạ? Thôi bỏ qua nhá, thông cảm. Thì con nào trà đỉnh hơn anh? Em muốn một mùi nó sang, dùng dịp đặc biệt. Thì anh sẽ phân tích hai mùi nha, thì em sẽ lựa chọn nhé. Thứ nhất đó là Blue Tea thì anh mới ngửi qua đúng một lần, nên là đây là cái cảm nhận lần đầu của anh. Anh chưa được ngửi, có thời gian ngửi sâu. Thì với anh Blue Tea là một cái mùi trà xanh mix với hoa, dry down lên một chút vetiver. Nhưng với cá nhân anh cảm nhận thì Blue Tea là một cái mùi trà, có thể nói rằng là nếu so với The Noir 29 của Lilabo thì nó là trà dành cho người trẻ. Nó có một cái, nó vẫn giữ được cái chất của trà, nhưng mà trà ở đây thì có cảm giác kiểu phóng khoáng, kiểu tươi mới và nó kiểu sôi nổi hơn so với trà của The Noir 29. Và cái điều mà mình thấy ở Blue Tea đó chính là trà ở đây cảm giác là trà dành cho người trẻ. Nghĩa là nó như kiểu là cái thói quen, như kiểu nếu như để so sánh ấy, thì Blue Tea như kiểu trà bữa trà chiều ăn này bánh ngọt, còn The Noir 29 nó là trà dành cho những người già, dành cho những người gọi là thích cái sự tĩnh, cái sự trầm nhiều. Như kiểu là các bạn ngồi ở trong một cái quán cà phê nhỏ, xong ngồi kiểu một hai người bạn ngồi với nhau trong ấm trà trong một ngày mưa vậy. Thì đấy là những gì anh tưởng tượng ra khi anh xịt The Noir 29. The Noir 29 thì là một cái mùi trà sung, và dry down thì anh ngửi thấy mùi, cái nét cặn của trà khá là rõ cùng với khói. Thì với cá nhân anh, nếu mà để so hai cái mùi trà thì cái mùi trà của The Noir 29 là một cái mùi trà không phải là quá là nịnh mũi, cũng như là nó sẽ dành cho những dịp nó trầm nhiều hơn. Còn trà của Blue Tea thì sẽ dành cho những cái buổi mà nó năng động, nó cần một cái sự tươi mới nhiều. Thì tùy vào việc là em lựa chọn cái dịp đặc biệt của em ngồi với người thân, gia đình thì anh nghĩ rằng là The Noir 29 của Lilabo là một cái lựa chọn ok. Còn nếu mà em đi đến những bữa tiệc thì em thích trà thì em có thể dùng Blue Tea của nhà Merchant, của nhà Merchant of Vernier. Đó là cái lựa chọn phân tích của anh thôi. Còn anh nghĩ là cả hai mùi này nó cũng khá đắt nên là em nên thử trước khi mua. Đến với câu hỏi số 4 của một bạn tên là Trần Lộc. Bạn ấy có hỏi mình là anh recommend vài chai nước hoa hợp với intro của phim Peaky Blinders với anh, chúc anh sức khỏe. Ok, mình cũng là một cái fan của Peaky Blinders, tại vì mình rất thích ăn mặc của Tommy Shelby. Thì mình sẽ recommend các bạn vài chai. Thứ nhất đó là Spy Bomb của nhà Victor & Rope. Spy Bomb phiên bản gốc nhá, không phải phiên bản Extreme, tại vì phiên bản gốc cũng là một quả bom gia vị. Và mỗi khi kiểu nhìn thấy Thomas thì mình cảm giác kiểu mang tới một cái sự bụi bặm, một cái sự kiểu mặc dù vẫn mặc vest nhưng mà cái sự bụi bặm nó toát lên được rất là nhiều, đặc biệt là cái mũ nồi còn có một cái banh sao lam ở đằng sau để sẵn sàng chiến đấu. Thì với mình cái mùi hương của Spy Bomb của nhà Victor & Rope chắc chắn rất là phù hợp, rất là bụi bặm, rất là nam tính. Cái thứ hai đó là một cái mùi của
nhà này thực ra mình cũng không biết đọc tên. Perfume Empire, đó chính là Tambac Tabu. Đây, chai này thì khá lâu rồi mình mượn và nó đã mờ hết tên rồi. Thì đây là một cái mùi gọi là thuốc lá cùng với chút da thuộc, xong rồi ngửi kiểu Ali Malik. Thì với mình, thuốc lá này, da là những thứ mà nó gắn liền với cái phong cách, thứ nhất là kiểu cổ điển, cái thứ hai nó mang cái sự bụi bặm. Thì em này là một cái lựa chọn rất là hay. Nhưng mà có một điều là em này hơi khó tìm mùi hương. Thấy luôn, ngửi vòi nó có một cảm giác gì đấy kiểu vừa không thích vừa thích. Nó rất là kiểu ma mị, rất là hấp dẫn ấy. Hơi khó kiếm tí thôi. Mùi hương số 3 mình sử nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với rất nhiều bộ phim có cái xuyên hướng như kiểu là cái phim của Peaky Blinders, đó chính là Hermes Bellamy. Đây, đây là một cái mùi hương gồm da thuộc, rồi một chút của rêu sồi. Và rêu sồi ở những cái bản của nhà Hermes này nó là từ ngày xưa nhá, là rêu sồi ngửi nó có một cái cảm giác kiểu nó rất là cổ điển ấy. Nó kiểu đúng kiểu những chai nước hoa của ngày xưa, các bạn ngửi các bạn sẽ thấy cái DNA nó cực kỳ khác. Và chắc chắn rồi, nếu như mà các bạn ngồi trong những cái quán rượu, xong rồi ngồi ở những cái ghế sofa da rất to, xong rồi ngồi kiểu nhâm nhi, xong rồi xịt cái mùi hương này, kiểu xung quanh là kiểu bao bọc bởi những cái tấm gỗ lớn ấy, lát ở trên tường hay lát dưới sàn ấy, thì chắc chắn là xịt mùi hương này rất cổ điển, rất nam tính. Hiện tại thì mình chỉ có những cái gợi ý như vậy. Không biết là những bạn nào xem kênh của mình mà có thích cái bộ phim đó, thì các bạn còn những cái mùi hương nào có thể liên hệ với cái nhạc phim hay là với cái nội dung phim, thì các bạn cũng có thể đi comment cho mình hay là bình luận phía dưới cho mình nhá, để mình tham khảo. Biết đâu mình lại làm hẳn một số theo cái kiểu phong cách ăn mặc theo phim Peaky Blinders thì sao, đúng không? À, còn một cái câu hỏi nữa thì mình sẽ trả lời luôn câu hỏi này của bạn Tuấn Phai. Bạn hỏi rằng là cái gu mùi của Ánh Sáng thì là chủ kênh Nước Hoa Bình Loạn, bây giờ thì đổi tên thành Perfume Mafia gì đó, trả lời xong rồi đặt tên là Mafia cơ. Thì cái gu mùi của Ánh Sáng nó khá là già đúng không anh? Thực sự xem kênh Ánh Sáng mình cảm tình nhiều chai, nhưng qua kênh Kiên thì mới nhận ra những chai đó không phù hợp với tuổi và phong cách. Thực ra cái này nó là một cái rất là đúng. Tại vì thực ra các bạn phải hiểu rằng Ánh Sáng năm nay thì đã tầm 40 mấy rồi. Và cái một phần nào đó vì cái thời gian trải nghiệm cũng như là cái gu mùi, cái sự hình thành cái kho tàng mùi, cái những cái mùi yêu thích của anh ý, nó cũng sẽ khác với mình. Mình thì có xu hướng kiểu trẻ trung hơn, đấy, mình trẻ hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là Ánh Sáng thì có những cái tông mùi thích, những cái mùi như kiểu lavender, iris, các thứ thì anh ấy thích. Còn với mình thì mình lại không thích kiểu ấy, mình thích kiểu cam chanh. Và mình thấy là cam chanh xíu chút thì nó phù hợp với cái khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là khí hậu ở Hà Nội. Nên là với mình thì có thể nhiều bạn tầm tuổi mình hay là ít hơn tuổi mình thì các bạn sẽ thấy rằng là kênh của mình phù hợp, rồi đi comment đến những các bạn trai khác thì các bạn thấy rằng ok. Nhưng mà khi các bạn qua kênh Ánh Sáng thì các bạn mua có thể là không ổn. Thì đấy là cái gu mỗi người khác nhau. Và như kiểu YouTuber như mình hay là kể cả những YouTuber khác thôi, thì họ có đều có những cái kho mùi và những cái mùi họ yêu thích riêng, những cái gu riêng. Vì thế thì chúng ta xem thì chúng ta chọn lọc xem là mùi hương nào phù hợp. Kể cả những perfumer cũng thế thôi, không ai làm tốt tất cả các mảng cả, từ việc là sản xuất cho đến việc kinh doanh, hay là không ai giỏi tất cả những cái nhóm hương. Nên là với mỗi một kiểu ông perfumer thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái màu sắc riêng. Thì đấy là cái màu mà để họ tồn tại được. Thì YouTuber cũng vậy. Nên là các bạn, nếu như bạn tìm một cái mùi hương nó chững chạc, các bạn có thể xem kênh Ánh Sáng, nó sẽ chuẩn xác hơn một phần với kênh của mình một phần nào đó. Còn các bạn thích những cái mùi tươi trẻ, tươi mát thì các bạn xem kênh của mình này. Đó, như kiểu Killian ấy. Đấy, Killian thì làm rất là nhiều, nhưng mà các bạn thấy đấy, ông như chỉ làm rượu ok thôi, còn những cái mùi khác thì ở mức độ trung bình thôi. Nhưng mà những cái nhẹ ông khác thì lại làm những cái tông mùi khác tốt hơn, hay là Francis Cousin này thì ông lại thích tông hơi ngọt, ông làm ngọt cũng khá là nhiều. Hôm nay thì trả lời đến đây thôi, tại vì thực ra cũng còn một vài câu hỏi nữa thôi, nhưng mà tại vì nó không cụ thể mà nó hơi mang tính kiểu những cái mảng nó hơi riêng một tí, nên là mình sẽ không trả lời trong cái chuyên mục Q&A này. Và hy vọng là mọi người vẫn thích chuyên mục này và tiếp tục ủng hộ mình trong chuyên mục này và những chuyên mục khác. Và thấy video hay đừng quên việc like, share, ấn chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.